Chỉ cần sốt phát là tan thành nát, giống như cái cách mà anh mang vào rap. Câu từ thô ráp đưa lên loa để phát. Có người coi anh là sát vụn, có người coi anh là da. Đôi khi sự bao bọc vô tình khiến sức mạnh của anh trở nên bất lực. Tất cả mọi việc anh làm đều bỏ mất vì luôn có vấn đề ở đó để xác thực. Kìa, luôn làm với mình nên sở hữu phiên bản tốt nhất là điều tất nhiên. Chẳng như đóng định, lời nói tạo nên mong quan hệ anh bồi đắp lên. Yeah, homie, phải chuẩn bị sẵn bình oxy. Vì môi trường làm việc khắc nghiệt, khi bắt nhịp kịp áp lực, anh lại bắt gặp những cảm giác rất tuyệt mà. Ngụy trang một chân hạng thương gia, chơi rap ở giải hạng chuyên ha. Xem bằng đi thi như là trạng nguyên tư của bọn anh là thần đông đất Việt. Yeah, vượt deadline như marathon một trường. Quay off tương xứng nó đôi chân đã xuống. Đám đông họng cứng như là anh đập búa này pound. Không vũ phun nên chẳng bao giờ đánh em như đàn nàng. Áp lực kim cương với chỉ số vàng của bọn anh đồng hành ngồi bật bạc. Kéo áo túm cổ như đeo cà vạt. Nhưng chưa từng cho ai trên Đà Lạt. Một tin đồng của anh đã là thang. Đừng đứng ở đó mà cố cả cắt anh gần cứu mà phố. Em chọn mình làm bao vì niềm đau này cần em để mà bao trùm. Gặp con biết ngon em bao luôn cả sân khấu mà là bao khùng. Đi siêu thị không cho đừng quay sang hỏi anh có bao không. Anh đi siêu thị anh còn quên đem ví, anh thấy anh đen như bao công. Học văn thì anh không giỏi nhưng mà tả về em thì anh bao viết. Yêu anh là cái điều tuyệt vời lắm á. Mất anh hả? Em bao tiếc. Giờ thì trở lại với cuộc chơi, cũng như ngồi nhớ về cuộc đời. Có người ra đi, có người đó vẫn ở lại. Cả những người mình không ưa, mình không mời họ cũng tới. Nhưng mà không sao, bao vẫn là bao sự tức giận để tỉnh táo đó là. Hỏi về giá trị của con người thì là có người cố gắng nhưng mà sao họ vẫn khổ. Sự cố gắng đó là em bao chị người mẫu, em bao luôn anh bi, em bao thêm dấu sắc, em đưa em lên tiền. Em bao qua trong cái nhiều trong mấy cái như dùng em vẫn luôn chân trọng với lời vui vẻ. Tiếp tục cuộc đời mình sẽ chưa bay cao bầu trời mai sao. Với tù xì tập phương ra thế giới. Nắm bắt mỗi điều quý giá, bao chọn hết tiêu cực nào gần tới. Và giữ lại tất cả điều may mắn, mong anh bao luôn chiến thắng. Dù có sao cũng cố gắng mọi điều tốt cho Milo. Chơi hết từ Nam ra tới Bắc, tình anh em ta thêm thắt. Quay bùng lóc và âm nhạc này đi show. 1, 2, 3, yeah, hold me hands up and follow me. Yeah, tay đang nâng cốc theo điệu melody. Và không nên tăng bốc, cầu stay low key. Okay, checking the bounce. Một người phải biết vận anh sắc như là dao. Tỏa sáng như là sao, chắc trên lầu cao. Đừng cố mà cắt khi anh cắt luôn cả bao. Luôn logic, không cần vắt óc. Đeo mặt nạ như là bắt cóc. Cô anh đính đá, nghe nhạc để dính quá này. Bói cầm đầu như là cắt tóc. Biết giá trị của bản thân, kiếm đồng tiền tương xứng. Sống luôn có mục đích, không chạy theo lưu cứng. Gọi anh là gây ngại, anh không sợ chết đứng. Flow như là mây. Sự thật hiện rõ nhưng lại luôn bị bốc méo. Không phải là bị bồ nè anh không biết cắt kéo. Tình anh thì ngay thẳng trong phòng họp chất bắt chéo. Mà còn người xuất phát đến từ vô tri. Cơ thể vận hành không để hư đi. Tiếng tâm được vang khắp xuất hiện thì trang nhất. Nên điều cần thay đổi đó luôn là tư duy. Yeah. Ok, ta không tin vào vận may. Ta chỉ tin vào thực tế. Không đánh giá bằng bản năng, chỉ cảm nhận cái thực thể. Thứ bọn anh coi là văn hóa, bọn họ coi là thứ không cần thiết. Những kẻ chiến thắng trong khu luôn tan rã, còn những kẻ thất bại sẽ luôn đoàn kết. Chia chúng ta là chúa tể trong hình hài của những đứa trẻ. 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, yeah. Kéo 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 búa bao, yeah. Bơ 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 bù kéo bao, yeah. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, yeah. Búa kéo búa bù kéo bao, yeah. Kéo búa kéo kéo búa bao, yeah. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, yeah. Kéo 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 búa bao. Amazing, good job tụi em. Thưa quý vị, I'm Possible, S.A. Below và Cano cùng với vũ đoàn bước nhảy thưa quý vị. Pepsi không calo, sảng khoái tô đỉnh, bùng cùng rap Việt. Lay's snack khoai tây số 1 thế giới, giòn, ngon, view cùng rap Việt. Cả khán phòng đã bùng nổ với chỉ có kéo búa và bao. 1, 2, 3, 1, 2, 3, go. Và thưa quý vị, con hình nộm ở làng nướng đã hoạt động tích cực trong suốt cả bài thi. Xin mời Wowie.
Em đang lắc lư theo điệu nhẹ. Em có vẻ phân khích với tiết mục này đúng không? Dạ, em không ngờ một huấn luyện viên như Binzy có thể huấn luyện các bạn làm ra một cái bài nhạc như thế này à anh Thành. Vì sao em lại hoài nghi về khả năng của người ta dữ vậy? Dạ, tại vì bình thường mọi người hay nghe Binzy nói nửa tiếng Việt, nửa tiếng Anh. Nhưng mà cái bài nhạc này nó lại rất là dân gian của Việt Nam. Em rất là respect cái tinh thần hướng nội của Binzy như thế này. Và đây là một bài nhạc rất là tuyệt vời, không có cái điểm nào để nhận xét gì hơn, bởi vì các bạn đã làm nó quá ư là nhiệt. Tại vì bản thân Huawei lúc nào cũng hướng tới những cái gì traditional, cho nên khi mà thấy được những cái điều đó Huawei rất là thích. Rồi, gần giống vậy nhưng mà không phải vậy. Dạ, dĩ nhiên là một cái gì đó traditional nhưng mà được làm theo một cái phong cách nó hiện đại và tiệm cận như thế này thì nó thật sự là thú vị, và các bạn đã làm được điều đó. Rick thì sao? I'm possible. Cái tinh thần với lại cái năng lượng bạn kiểm soát mọi thứ rất là tốt. Em cảm ơn ạ. Còn về phần Cano thì thực ra cái đoạn fast flow ấy, anh nghĩ phải chi em dồn nó ra cuối cùng thì sẽ hay hơn. Thì anh hơi tiếc, tại vì anh muốn cái đoạn đó đẩy cao trào thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Cái đấy đúng ấy. Ý đồ của cái đoạn fast flow ở trong bài này của em thực sự là nó chưa rõ ràng. Để làm nó hiệu quả hơn ấy thì anh nghĩ là nó sẽ nên đặt ở phân đoạn khác. Còn riêng về phần của Milo, bạn đang làm rất là tốt, rất là catchy. Và mình nghĩ bạn nên phát huy cái điều này ở những vòng sau nếu mà bạn được đi tiếp. Cảm ơn anh Gary rất nhiều. Mời Ram. Ramastic thực sự rất là ngạc nhiên và choáng ngợp bởi cái phần trình diễn này. Impossible, anh cũng rất là ấn tượng bởi cái cách delivery của em, cách lên xuống, cái cách nhấn nhá câu từ của em, nó căm thẳng vào đầu của người ta, tạo ra cái điểm nhấn rất là hay. Và đến đoạn của Cano thì anh có đôi chút không đồng tình với cả Carrick và anh Justity. Bởi vì anh thấy là cái spotlight của em nó không phải là đoạn fast flow đấy, nên là em đặt ở vị trí đấy ok. Còn nếu mà đặt ở vị trí cuối thì nó rất là dễ đoán rồi. Nhưng cái anh thấy hay ở verse của em đó là cách em chơi chữ bao công hay là bao cả thế giới đấy, rất là hay. Và cái flow của em cũng rất là đặc biệt. Thì hiểu sai ý anh rồi. Anh không có nói cái đoạn spotlight là nó nằm ngay cái chỗ fast flow đó. Nhưng mà theo anh thì nếu mà nó nằm ở chỗ kia thì hợp lý hơn. Thật ra thì bình thường thì người ta đặt fast flow ở cái vị trí cuối đây thì nó sẽ đẩy cao trào. Đặt vào đấy thì nó chưa hiểu rõ cái ý đồ của em lắm. Anh muốn bổ sung thêm ý thiệt với lại Thi. Trừ khi Cano muốn cái spotlight của cái verse của mình nó nằm ở cuối cùng thì trong trường hợp này đặt cái đoạn fast flow đó ở cuối nó sẽ hợp lý. Nhưng mà nếu mà cái chỗ sáng nhất của Cano muốn đặt nó vào ở giữa thì có lẽ nó nằm ở giữa nó sẽ là hợp lý hơn so với cái trường hợp này của Cano. Và anh hoàn toàn ủng hộ điều đó, em làm rất tốt. Yeah. Cảm ơn anh ạ. Và cái điều khủng khiếp nhất xảy ra là khi mà SA Milo chơi những cái flow của em. Cảm ơn anh ạ. Anh cũng rất là thích những cái hình ảnh em đưa vào trong bài. Kẻ thua thì là người đoàn kết nhất. Đó là những cái triết lý mà khiến cho người ta phải suy ngẫm. Và anh rất là tôn trọng những cái triết lý như vậy khi được nhồi vào trong bài nhạc. Như anh Binzy hay nói, cherry on top. Cảm ơn anh ạ. Còn trong cái trường hợp mà cherry at the bottom thì sao? Trước khi trả lời câu hỏi của Huy, em nghĩ là team em đã thành công rồi. Tại vì nãy Huy thách em có cởi được cái áo ra hay không? Well, what's up? Binzy. Đấy, thua rồi thì mình không cần quan tâm đến câu hỏi của người thua đâu, ok. Chúng ta đến thẳng với nhận xét của hai giám khảo đi ạ. Ba bọn em đã thả ba cái flow thực sự là căng đét để phát huy được hết những năng lượng ở trong cái con beat này rồi. Và anh thích cái cách khai thác chủ đề bọn em nó có sự liên kết với nhau. Như Impossible em khai thác chủ đề búa, có những câu anh thấy rất là hay như là in dấu vân tay và chắc tên đinh đóng cột.
và cho đến cả đâu là những cái câu như anh Thiện vừa nói xong, nhưng mà anh thực sự ấn tượng nhất là của SA Milo, một cái câu mà có thể là gây một cái chút gì đó nhức nhối ở cái verse của cả đâu, đó là kéo có thể cắt bao. Anh thích câu đấy nhất. Đến tận tiết mục này là tiết mục áp chót rồi thì anh mới có thể đứng lên để dành cho Binzy một tràng pháo tay thật là lớn. Đây là một Binzy hoàn toàn khác so với Rap Việt mùa 1 mà em thấy. Cảm ơn rất là nhiều khi mà đã dành rất nhiều sự thay đổi và rất nhiều tâm huyết dành cho những thí sinh của mình như thế này. Đây nó mới là thứ mà chúng ta cần trong cuộc thi. Thank you. Có lẽ là từ đầu chương trình thì sẽ có rất là nhiều người hoài nghi là Bin sẽ hướng mọi thứ nó theo một cái gì đó rất là trendy để có thể tiệm cận với khán giả. Nhưng mà cho đến những cái tác phẩm về sau thì chúng ta rõ ràng thấy là Bin luôn luôn có những cái ý đồ riêng cho bản thân của mình. Đây là một cái cách truyền đạt thông điệp cũng như nói lên tư duy của mình mà không phải dựa vào một cái chủ đề nào quá rõ ràng, chỉ là trò chơi quẩn tù tì thôi. Nhưng quý vị thấy nó có một cái định luật bất biến ở trong cái kéo búa bao này, không có cái nào nó sợ cái nào cả. Nhưng mà khổ nỗi là cả ba cái nó đều có cái để trị những cái còn lại. Trong cuộc sống cũng vậy, chúng ta chẳng ai sợ ai cả, nhưng sẽ có những khắc tinh của mình. Và cuộc đời nó vẫn cứ vận hành, mọi thứ vẫn luân chuyển, và chúng ta phải làm sao để hòa hợp với tất cả mọi thứ. Bởi vì kéo búa bao nó là một vòng lặp, phải có cả ba thì mới trở thành một trò chơi như quẩn tù tì. Cảm ơn Bin đã làm ra cái điều này. Và bây giờ sẽ là lúc chúng ta lựa chọn ra thí sinh duy nhất bước vào vòng bứt phá. Xin mời ban giám khảo. Impossible. Cách em chuyển đổi flow ở trong bài này đối với anh nó thực sự là gây được rất là nhiều hiệu quả và bất ngờ. Em là một người khởi đầu rất là tốt cho ca khúc này, để cho hai bạn tiếp được cái lửa đấy cho đến cuối bài và làm cho cái khán phòng này điên lên. Cảm ơn. Anh thì thích SA Milo hơn, bởi vì anh thích cái sự điềm tĩnh để em giải quyết cái verse của em. Theo tất cả những cái hướng đi flow của em thì anh cảm thấy là em là người xử lý tất cả mọi thứ tròn trịa nhất. Cảm ơn anh ạ. Cà Nâu cũng rất là tròn trịa nhá, nhưng mà đối với anh thì nó hơi bị lấn cấn một chút, với cả nó hơi thiếu những cái câu từ thực sự là đủ sát thương để có thể vực dậy được cái năng lượng của bài này. Cảm ơn anh ạ. Và thực sự nếu mà để chọn một người để đi tiếp vào vòng sau, thì anh sẽ chọn Impossible. Cảm ơn ạ. Rõ ràng đây là hai ý kiến trái chiều. Anh LK lựa chọn SE Below, Juice lựa chọn Impossible. Và dĩ nhiên quyền quyết định sẽ thuộc về huấn luyện viên của các bạn, đó là Binzy. Welcome back to the team. Milo. Milo. Anh cảm ơn ạ. Chúc mừng SA Milo. Mình đã vượt qua được vòng 2 và hiện tại mình đang cảm thấy rất là vui. Vào vòng 3 thì mình sẽ cố gắng đốt cháy sân khấu bằng những con beat thật cháy của Aituliver, và mình sẽ feel như Snake của Lace. Thưa quý vị, Impossible và Cà Nâu sẽ gặp lại nhau ở vòng thi giải cứu. Siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel.